Ở đây thì mình giới thiệu với các bạn, đây có một cái loại cây. Cây này thì người địa phương, người Stiêng với người Mơ Nông người ta gọi là cây ha là ôm. Ha là ôm nhá, ha là tên của loại lá, là ôm là tên của cái loài đó. Đây mặt sau của nó đấy ạ, mặt trước đấy ạ. Cây này làm gì nhỉ? Cây này thì người Stiêng và người Mơ Nông, những người bản địa ở đây thường hái cây này về để phơi khô rồi trộn với lại cơm rượu để làm men, để nó lên men thành lá men rượu cần. Cây này người ta dùng cái lá cây này để làm men lá rượu cần đây, hay người ta gọi cây men rượu cần đây. Ai đã từng đi các cái vùng Tây Nguyên hay Đông Nam Bộ hoặc là các cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì người ta thường sử dụng lá cây rừng để làm men lá rượu cần, thì ở đây là một cái loại cây mà người bản địa người ta dùng làm men lá rượu cần đấy. Cây này thì rất là phổ biến ở trong cánh rừng này. Dạ.